Lan Anh xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức 24 h TV. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui. Mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh thời sự mới nhất sau đây. Đến với bản tin an ninh nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng đến với những tin tức đáng chú ý sau đây. Lạng Sơn khởi tố thêm hai người đột nhập vào khu cách ly hành hung công an. Hai người dân dũng cảm bắt kẻ cướp giật liều lĩnh. Bà chùm buôn lậu vàng mười trường và đàn em xa lưới Bắt người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 27 tỷ đồng. Tình tiết mới nhất vụ nhà báo bị đối tượng dùng quốc sắt đánh vào đầu phải nhập viện cấp cứu. Lên mạng mua dấu giả về tự làm 500 bộ giấy tờ xe ô tô hạng sang. Đăng tin sai sự thật về Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng. Cặp đôi tung hứng điều lái xe taxi đi tỉnh để chiếm tài sản. Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tại các cửa hàng bán điện thoại. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết. Lạng Sơn khởi tố hai người đột nhập vào khu cách ly hành hung công an. Ngày 9 tháng 7, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, công an huyện Tri Lăng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thi thể thao 39 tuổi và Lê Trọng Quý 32 tuổi, cùng chú tại thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh, huyện Tri Lăng để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào ngày 4 tháng 7, sau bữa nhậu, Thao và Quý rủ nhau đi tiếp tế đồ ăn cho người thân đang cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở xã Vạn Linh để phòng chống dịch Covid-19. Đến nơi, hai bị can thấy cửa không khóa đã đạp cửa đi vào. Thời điểm này, cả hai đều không đeo khẩu trang. Phát hiện sự việc, cán bộ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly đã nhắc nhở, đề nghị Tha và Quý đeo khẩu trang, nhưng hai bị can này không hợp tác, chửi bới cán bộ làm nhiệm vụ. Chưa dừng lại, Thao và Quý đã chặn giữ một cán bộ của công an xã Vạn Linh rồi đấm vào gáy của người này. Lực lượng chức năng trong khu cách ly ngay sau đó đã khống chế Thao và Quý, bàn giao cho công an huyện Tri Lăng xử lý theo quy định. Hai người dân dũng cảm bắt kẻ cướp giật liều lĩnh Ngày 10 tháng 7, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Thương sinh năm 1990, trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6, Chị N sinh năm 1993 ở Tân Yên, Bắc Giang, điều khiển xe máy đến đoạn giao quốc lộ 2 với đường gom võ nguyên giáp thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe máy Honda Way S màu đen áp sát giật chiếc điện thoại di động iPhone XS Max rồi bỏ chạy. Cùng lúc này có anh Sái Vũ Tê sinh năm 85 trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội đi phía sau và chứng kiến toàn bộ hành vi trên đã lập tức đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, Đối tượng đã điều khiển xe máy rẽ vào hướng thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên anh Tê vẫn bám sát và hô cướp. Đối tượng điều khiển xe vào một ngõ cụt thuộc thôn Đoài, xã Phú Minh, quay đầu xe ngược lại thì bị anh Tê lao thẳng xe máy vào xe máy của đối tượng. Ngay lập tức đối tượng ném điện thoại vừa cướp được ra đường rồi chạy bộ khoảng 5m bị anh Tê đuổi kịp. Quá trình răng co vật lộn anh Mai Sơn Tê sinh năm 1988, trú tại huyện Sóc Sơn đã kịp thời hỗ trợ anh Tê khống chế, bắt giữ đối tượng và báo cho công an xã Phú Minh. Tại cơ quan công an, Thương khai nhận đã là gây ra 4 vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo hồ sơ, đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn cũng đề xuất khen thưởng hai người dân dũng cảm, nhanh trí bắt tên cướp giật. Bà Trùm buôn lậu vàng mời trường và đàn em xa lưới. Ngày 10 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường 52 tuổi, theo lệnh truy nã đặc biệt về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngay sau khi 10 trường bị bắt, thì 7 người khác trong đường dây buôn lậu bị truy nã và thông báo truy tìm cũng ra đầu thú. 7 người gồm Lê Thị Bạch Vân, 55 tuổi, Nguyễn Hữu Phước, 32 tuổi, Phạm Tấn Lộc, 32 tuổi, Võ Văn Trung, 31 tuổi, Mai Thị Ngọc Phấn, 42 tuổi, Nguyễn Văn Lê, 37 tuổi, Phạm Thanh Sang, 39 tuổi. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ tổ chức bắt giữ một nhóm người vận chuyển trái phép 51 kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia về. Qua điều tra, Công an đã bắt giữ khởi tố 4 người trong đường dây và ra quyết định truy nã, thông báo truy tìm đối với 8 người trên. Như vậy là đến nay đã có 12 người trong đường dây vận chuyển 51 kg vàng bị bắt và khởi tố. Hiện công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục điều tra vụ án. Bắt người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 27 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 7, công an tỉnh Trà Vinh cho biết, sáng cùng ngày đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Cơ, 40 tuổi, ngụ xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an tỉnh trà vinh tiếp nhận tin báo của bà S về việc từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 12 có cho bà Cơ vay tiền 16 lần, tổng số tiền trên 27 tỷ đồng, thời hạn từ 7 ngày đến 10 ngày trả gấp và lãi. Tuy nhiên sau đó bà Cơ không thanh toán. Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định ngày 14 tháng 10 năm 2020 bà Cơ vay của bà S 2 tỷ đồng có ghi biên nhận để mua tôm nuôi hồ và hứa sẽ trả trong vòng 7 đến 10 ngày. Sau đó bà Cơ sử dụng số tiền vào mục đích khác như trả tiền góp cho bà Hát ở xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải 1,2 tỷ đồng, đóng góp cho bà S 500 triệu đồng. Số còn lại sử dụng mua bán tôm nhỏ lẻ, trả tiền nhân công và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Trà Vinh điều tra mở rộng. Tình tiết mới nhất vụ nhà báo bị đối tượng dùng quốc sắt đánh vào đầu phải nhập viện cấp cứu. Công an huyện Đức Thọ cho biết hai đối tượng dùng quốc sắt tấn công nhà báo Nguyễn Nhật Hào trong đêm khuya là hai anh em. Theo đó, Công an huyện Đức Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của phóng viên Nhật Hào về việc bị các đối tượng tấn công, những ngày qua các điều tra viên đã tiến hành lấy lời khai từ người bị hại, nhân chứng, đồng thời có mặt tại hiện trường, địa phương để xác minh sự việc. Qua xác minh, Công an huyện đã xác định rõ hai đối tượng trực tiếp tấn công nhà báo Nhật Hào là Nguyễn Văn An, sinh năm 85, trú tại xóm Lương Sơn, và Đào Nhật Vũ sinh năm 93, cùng chú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ. An là anh vợ của Vũ. Trong quá trình làm việc, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Được biết đối tượng trực tiếp tấn công nhà báo Nhật Hào bằng quốc tên Nguyễn Văn An. Trước đó, như tin tức 24 giờ TV đã thông tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 7, nhà báo Nguyễn Nhật Hào công tác tại tạp chí Kinh tế và Đồ uống cùng một người khác đi xác minh thông tin về tình trạng khai thác trái phép tài nguyên đất trên địa bàn xã Tân Hương và xã An Dũng, huyện Đức Thọ. Tại đây, anh Hào thấy phía trước có một người đàn ông mặc áo cam đang cầm đá đi từ trong ra ngoài, lối đường bê tông để đe dọa. Thế vậy, anh Hào lấy đèn pin xuống xe để hỏi, nhưng người đàn ông này tỏ ra hung hãn, Người này vừa lớn tiếng, vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau có một chiếc xe máy chở 2 đến 3 người, trong đó một người cởi trần, tay có hình xăm đi vào. Lúc này với sự giúp sức của người đàn ông xăm trổ, người đàn ông mặc áo cam, dùng quốc sắt đánh liên tiếp vào đầu, cổ, thân người và tay của anh Hào. Bị tấn công dồn dập, anh Hào chỉ có biết giơ tay lên để đỡ khỏi trúng đầu. Mặc dù anh Hào đã bỏ chạy, nhưng nhóm người trên vẫn tiếp tục đuổi theo để hành hung. Sau khi chạy thoát, anh Hào đã được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với tình trạng đa chấn thương. Chuyển sang những tin tức khác. Lên mạng mua dấu giả về tự làm 500 bộ giấy tờ xe ô tô hạng sang. Ngày 9 tháng 7, Công an thành phố Vinh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thu hồi 5 xe ô tô hạng sang. Số xe này đều không có giấy tờ hợp pháp, được các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ xe ô tô bán cho người có nhu cầu. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Vinh đang mở rộng điều tra chuyên án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra cơ quan đã bắt giữ và khởi tố hai đối tượng, gồm Lê Thị Hiên sinh năm 84, trú tại thành phố Vinh và Nguyễn Hữu Chiến sinh năm 83, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An. Quá trình điều tra Công an thành phố Vinh nắm được thông tin có hai đối tượng khác trong đường dây là Nguyễn Đình Minh Lãm, sinh năm 91 chú tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và Trần Huỳnh Đức, sinh năm 95, chú tại thị trấn Nam Đàn đã bị công an quận Hà Đông, Hà Nội bắt giữ, khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định đây là một đường dây làm giả giấy tờ xe ô tô do đối tượng Trần Huỳnh Đức, sinh năm 95, chú tại thị trấn Nam Đàn cầm đầu. Để phục vụ công tác điều tra, công an thành phố Vinh đã di lý đối tượng này từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội về tạm giam tại công an thành phố Vinh. Tại cơ quan công an Trần Huỳnh Đức khai nhận, từ khoảng tháng 4 năm 2020 đã lên mạng xã hội đặt mua khoảng 50 con dấu giả của các cơ quan đăng ký, đăng kiểm xe, cung cấp mẫu phôi giấy tờ xe ô tô của một đối tượng chưa rõ danh tính, số tiền 30 triệu đồng. Sau đó Đức đã sử dụng máy tính, máy in, máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả. Quá trình điều tra bước đầu đã làm rõ, Đức đã bán khoảng 500 bộ giấy tờ xe giả cho khách theo yêu cầu. Số giấy tờ giả được Đức bán cho các đối tượng trong đường dây với giá từ 4 đến 6 triệu đồng. Quá trình điều tra, Công an thành phố Vinh đã thu giữ 16.000 phôi các loại, giấy tờ xe ô tô, 12 giấy đăng ký xe ô tô, kiểm định xe ô tô, nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất giấy tờ giả. Thượng tá Trần Đình Vinh, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, các đối tượng này hoạt động trong đường dây rất tinh vi, kín kẽ, địa bàn rộng. Mặt khác, quá trình xác minh điều tra đúng thời điểm tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên gây rất nhiều khó khăn đối với lực lượng công an. Hiện công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ. Cặp đôi tung hứng điều lái xe taxi đi tỉnh để chiếm tài sản. Ngày 9 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Ngô Thị Sang sinh năm 87 ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội và Đỗ Đình Nam sinh năm 89 ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai cùng mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 9 tháng tù về tội làm giả giấy tờ con dấu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt, mỗi bị cáo phải chấp hành mức án chung là 13 năm 9 tháng tù. Quá trình xét xử trước đó cho thấy năm 2018, do anh thường xuyên thuê xe taxi của hãng Xuân Mai do anh Bùi Văn Hùng, sinh năm 92, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, là lái xe trở đi, nên Ngô Thị Sang và Đỗ Đình Nam quen biết nhau. Do không có tiền ăn tiêu, nên Sang bàn với Nam về việc thuê anh Hùng trở đi, hỏi mượn xe để mang đi cầm cố. Khi đến nơi, Sang giả vờ hỏi mượn xe ô tô của anh Hùng để Nam chở chị ta đi giải quyết công việc. Tin là thật nên anh Hùng đồng ý đưa chìa khóa xe ô tô cho Sang. Nam và Sang nhanh chóng lái xe ô tô mang đi cầm cố để vay số tiền 300 triệu đồng. Cả hai đã sử dụng số tiền trên cùng nhau ăn tiêu hết. Sáng hôm sau, Sang quay lại nhà nghỉ gặp anh Hùng và tiếp tục nói dối là Nam đang lái xe chở xếp đi công việc hàng ngày. Sang cam kết sẽ trả tiền thuê xe đầy đủ. Anh Hùng đồng ý và quay về Hà Nội. Khoảng 10 ngày sau, anh Hùng dục lấy lại xe thì Nam đặt vấn đề thuê xe ô tô với giá 1 triệu đồng một ngày và đề nghị trả trước 15 triệu đồng tiền thuê xe. Sau đó đợi lâu không thấy được trả xe, anh Hùng kiểm tra hệ thống định vị thì thấy chiếc xe của mình đang ở thành phố Thái Nguyên nên yêu cầu cặp đôi cùng đi lấy xe về. Khi đến nơi, Sang nói dối đây là nơi làm việc của chị ta và bảo anh Hùng tiếp tục đợi thêm thời gian. Anh Hùng không đồng ý, lấy chìa khóa dự phòng mang theo lái xe về. Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2018, Sang tiếp tục gọi điện thoại cho anh Hùng để hỏi thuê xe. Lần này anh Hùng yêu cầu Sang phải ký hợp đồng thuê xe. Tuy nhiên Sang và Nam đã ma mãnh làm giả giấy tờ xe của anh Hùng mang đi cầm cố lấy tiền. Sau cùng cặp đôi viết giấy bán xe với giá 420 triệu đồng để lấy tiền sử dụng chi tiêu cá nhân. Về phía anh Hùng, sau khi không thấy Nam và Sang trả xe nên trình báo cơ quan công an. Cơ quan định giá kết luận chiếc xe ô tô trên có giá 410 triệu đồng. Qua xác minh cơ quan điều tra xác định chiếc xe ô tô trên được anh Hùng thế chấp tại ngân hàng để vay vốn. Sau khi bị Sang và Nam lừa lấy xe, anh Hùng đã dừng việc trả nợ. Ngân hàng đã ra thông báo thu hồi toàn bộ nợ trước hạn nhưng anh Hùng không thực hiện được. Năm 2020, cơ quan điều tra đã trao trả chiếc xe trên cho ngân hàng để đảm bảo khoản vay trên. Với thủ đoạn tương tự, Sang và Nam còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe Hyundai i10 của nạn nhân khác để cầm cố vay 70 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định Ngô Thị Sang và đồng phạm hai lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hai chiếc xe ô tô với tổng trị giá 737 triệu đồng. Theo kế hoạch vạch sẵn, cuối tháng 8 năm 2018, Sang gọi điện thoại cho anh Hùng thuê trở đi Thái Nguyên với tiền công 1 triệu đồng một ngày. Lúc này Nam đã đợi sẵn ở địa điểm được chọn là một nhà nghỉ tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng. Ngày 9 tháng 7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cùng ngày Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp, Công an thành phố Sa Đéc xử phạt vi phạm hành chính bà P, 38 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về công tác phòng chống COVID-19 trên mạng xã hội. Trước đó vào 9 giờ ngày 8 tháng 7, bà Pe sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 của chính phủ, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các phòng chức năng, các cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh. Cụ thể trong nội dung đăng trên Facebook cá nhân, bà Pe thông tin người dân phải đóng 3 triệu đồng mới được tiêm vaccine, đồng thời cho rằng nhà nước ưu tiêm cho nhiều người không đúng đối tượng được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định chưa có quy định nào của chính phủ yêu cầu người dân phải đóng 3 triệu đồng mới được tiêm. Đồng thời, lực lượng được tiêm vaccine ngừa COVID-19 thời gian qua ưu tiên cho tuyến đầu chống dịch và một số ngành quy định không phải tiêm cho những trường hợp không đúng như bà P đăng tải. Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tại các cửa hàng bán điện thoại qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Thái Bình phát hiện nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản vào ban đêm trên địa bàn thành phố. Sau khi nắm được hoạt động của các đối tượng, ngày 6 tháng 7, Công an thành phố đã bắt giữ nhóm đối tượng khi đang tụ tập tại khách sạn Đức Nam thuộc phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2004, Nguyễn Văn Đạt, Phùng Hữu Quỳnh, đều trú tại xã Phú Xuân, cùng Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 2005, trú tại xã Vũ Chính. Nguyễn Dương Dũng sinh năm 2003, trú tại tổ 17 phường Tiên Phong và Ngô Thùy Trang sinh năm 2002, trú tại tổ 6 phường Kỳ Bá, đều ở thành phố Thái Bình. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện chót lọt 16 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Điển hình ngày 17 tháng 4, các đối tượng đã sử dụng kim cộng lực bẻ khóa, đột nhập cửa hàng điện thoại tại số nhà 21 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình lấy đi 12 chiếc điện thoại di động và 8 triệu đồng. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 6 tháng 7 năm 2021, các đối tượng đã đột nhập cửa hàng điện thoại tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, lấy đi 12 chiếc điện thoại di động rồi chia nhau sử dụng hoặc bán lấy tiền ăn tiêu. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bản tin của chúng tôi xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và luôn ủng hộ tin tức 24 giờ TV. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký và nhận thông báo bên cạnh để nhận được những bản tin mới nhất của chúng tôi một lần nữa lan hương xin kính chúc quý vị mạnh khỏe và bình an còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại